Thì với cái phương pháp chọn con voi á, giống như là cái bài chọn con hổ, à, bên cạnh cái giống cái con báo kỳ trước á, hay với lại chú như nàng Mona Lisa đó, chúng ta dùng công cụ là Magnetic Lasso Tool, chọn theo cái nam châm hút ha, chọn theo nam châm hút là chúng ta đi đi một vòng nè, chúng ta cứ kích chuột, chúng ta tự đi. Thực ra chúng ta không cần kích thì cũng được, thì nó cũng tự kích, nhưng mà nếu lâu lâu chúng ta tự kích thì nó sẽ chính xác hơn, thì nó sẽ rõ ràng hơn, máy nó cũng gọi là AI á, nó sẽ hiểu hơn, nó nội suy á, nó đúng hơn. Mình nói chung là mình tự kích thì nó sẽ chính xác cao hơn là để nó tự kích, nó mà kích thì đôi lúc cái sự sai sót của nó sẽ cao hơn là mình kích nha, cho nên lâu lâu mình tự kích một cái, neo một cái cho nó chính xác. Nhưng mà nó bám biên rất là tốt đó. Rồi như vậy thể chọn xong cực kỳ nhanh, nhưng mà ưu điểm của nó cũng là nhược điểm luôn, thì có thể nó sẽ bị sai, nó sẽ bị sai, cho nên chúng ta phải đi gọi là đi kiểm tra lại toàn diện lại, ví dụ cái này thiếu nè đúng không, ký thì phải cộng thêm, thiếu thì phải cộng thêm đó, rồi dư thì trừ đi đó, dư trừ đi. Thì phím phím tắt của mấy cái này á, nó có phím tắt ví dụ nó cộng thêm đúng không, thì chúng ta cứ mặc định là cộng đi, mặc định là cộng thì chúng ta cứ thiếu là cộng thêm vô, thiếu là cộng thêm vô đó. Nhưng mà nếu mà bớt đi á thì phím tắt của nó là chữ ans, chúng ta nhấn chữ ans vô là chúng ta trừ luôn, không cần phải chạy lên trên kích lệnh nữa, đó là trừ đó, gì dư đúng không, nhấn ans trừ nè, trừ đó. Rồi mặc định là cộng rồi, cho nên cứ cộng luôn, không cần nhấn gì cả là cộng rồi đó, là cứ như vậy. Cái này trừ đi nè, nhấn ans là nó là trừ đó, nó trừ bớt đi, mình chỉ lấy những chỗ nào ấy thôi. Rồi nhấn ans trừ nè, trừ nè, rồi mặc định là cộng nè đó. Mình đi rà soát lại mấy cái biên cho nó chính xác đó, cũng cũng là một cái cách luyện, cũng là một cái cách luyện luyện lệnh đó, mình tập làm quen với nó, mình luyện nó trừ bớt đi nè, nhấn a là trừ nè, rồi rồi sau đó thiếu thì cộng thêm vô cho nó nè đó. Rồi và lưu ý là chỗ này chúng ta cũng phải trừ luôn cái chỗ này luôn nha, trừ bớt cái này luôn, trừ bớt đi nè, trừ bớt đi, rồi trừ luôn cái mảng lớn này luôn. Như vậy nếu mà nó lớn quá thì ok trừ luôn nè, nhấn anh trừ, chúng ta cứ trừ đi, không được mình sửa tiếp, mình cứ nếu mà mỏi tay quá mình quay về mình trừ trên đây trước, trừ từng phần tại nó xa quá mình chọn rất là mỏi tay cũng như không chính xác nữa đó, trừ này trước trừ tiếp ở dưới sau, cứ từ từ nha. Rồi trừ này thì nó có lẹm vô thì mình cộng thêm lại, mình cộng thêm lại cũng đơn giản thôi đây, như vậy ha. Rồi cái này cộng thêm vô nè, cộng thêm lại nè, rồi ok. Rồi khi đó thầy sẽ chọn được con voi, sau đó cần trên C quay bên đây, cần trên V dán con voi qua đó. Thì nó bị hơi hư hư chút xíu nè, thì cái này chúng ta dùng cục cưa xóa trực tiếp luôn, cái này không ảnh hưởng gì, mình xóa trực tiếp luôn nè. Chỗ này cũng nhỏ lắm, mình trừ bớt luôn cho nó mất mất luôn. Rồi sau khi mình có con voi rồi thì mình sẽ con voi xong rồi mình đóng lại cho nó gọn nè, làm tới đâu gọn tới đó. Về con voi xong rồi, con voi này nè, thầy sẽ biến cho nó thành màu đen, thì giống như là vài hồi nãy chúng ta nhấn control click vô cái biểu tượng laser này, nhấn control click biểu tượng laser này nó sẽ tái hiện là vùng chọn, rồi tô màu đen vô nè, an delete tô màu đen vô thì chọn đi đó. Rồi kế tiếp là sao, chúng ta muốn cho cái biên của nó mờ đúng không, cái biên của nó mờ thì giống như hồi nãy filter blur gaussian blur là làm mờ biên đó, thì chúng ta giảm xuống nè, thì nó preview tại chỗ luôn đó, tức là sắc nét đúng không, thì ở ngoài là sắc nét, chúng ta tăng lên thì nó tăng lên, thì nó mờ chúng ta có thấy bên là ngoài luôn, thấy thấy ổn thì dừng lại thôi, nói chung là có mờ là được, cũng không có sao đâu, có mờ là được đó, những ok. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ sắp xếp nó đi, chúng ta thấy là cái mấy cái chân của con voi á, nó chỉ nằm trên cái đường xéo thôi nè đó, cho nên chúng ta cũng cần trên T đi nè, trước tiên chúng ta thu nhỏ lại chút xíu nè, sau đó chuột phải chọn distort đó là biến dạng theo điểm, chúng ta nắm cái điểm này chúng ta hạ xuống nè, rồi dở lên nè, nói chung là làm mọi cách để mà cho mấy cái chân
À, cái chân nó nằm trên một cái đường xéo của nó là được. Còn phần trên không không quan sát đâu, không không có quan trọng nhất là phần này nè. Rồi enter. Thì để chính xác nữa đó thì chưa xong đâu, chúng ta cứ ghép như vậy đi. Để cái đây. Nó còn cộng thêm một cái mảng của cô gái nữa. Thì cái này đơn giản lắm, chúng ta cũng đứng trên cái laser con voi á, hay là chúng ta new laser mới đi. Chúng ta new một laser mới nữa. Đó. Chúng ta sẽ vẽ thêm cho nó lệnh polygon. Polygon lasso tool này chọn theo đường thẳng á. Chúng ta chọn từ đây nè. Chúng ta nối thêm, cộng thêm cho nó. Đó, mình cộng thêm cho nó, mình vẽ thêm cái này. Quay về điểm này thì mình quay về đây. Đó, và mình tô cho nó màu đen. Tô cho nó màu đen. À, và kịch trên T mình cố gắng mình distort nó đi. Mình làm sao mà cho cái đen này nó lấn vào trong đây nè. Đó, enter. Rồi, và cái laser đen này mình để dưới dưới hết tất cả, tức là dưới cô gái lẫn dưới dưới con voi luôn. Đó. Cái phần này mình thấy mình nếu mà nó bị không đẹp lắm mình có thể cắt bớt. Mình chọn cái này mình xóa bớt, mình chặn ngay mình xóa bớt. Xóa bớt nó mình muốn nghiêng thế này mình nghiêng, mình cắt nghiêng cắt. Rồi, và nó với con voi là một. Nó với con voi là một thì tương tự như vậy cái bóng này nè, cái bóng này với lại laser 2 á thầy sẽ trộn lại với nhau thành một. Nhưng mà trước khi trộn thì thầy có thể cho cái này thầy bớt đen chút xíu không được, để đen như vậy đi chính xác hơn, nhưng mà nó sẽ cộng với con voi, cho nên con voi với lại cái này nè, cố gắng làm sao cho nó tiếp xúc cái chân con voi chỗ này nè, thầy thấy với này cũng chưa được, cái chỗ chỗ này nè thì cộng thêm, thì cộng thêm thầy mới vẽ thêm cho nó nè, chỗ này nè thì cộng lên cho nó màu đen tiếp đó, cho nó cộng vô. Đó, là sao cho nó liên liên tục, gọi là liên tiếp á, liên liên tục cái này á. Rồi, cơ bản như vậy là cũng được rồi. Màu đen này nó hòa nhập với cái bóng của voi. Rồi như vậy là xong rồi đó. Mà này chính là vậy thôi. Mình ghép cái bóng con voi vô, mình vẽ thêm cái một cái nền đen dưới đây nè. Mình có thể dùng blur, Gaussian blur cho nó giống nhau luôn. Tức là cái bóng cái nền đen ở dưới thì cho chúng mờ, cũng cho nó mờ nhẹ nhẹ luôn, cho nó cùng mờ với trên. Hai cái mờ với nhau thì nó hòa nhập với nhau thì nó ra. Rồi ok, như vậy là xong ha. Rồi kiếp hình như thầy con voi qua cho nó màu đen. Thầy ơi, em thấy cái bóng của con voi hình như cái một phần chân nó bị cắt đi đúng không thầy? Cái của thầy làm nó còn hơi cao á. Đúng rồi, thì không sao, ai muốn ấy thì đưa xuống dưới rồi mình cắt, đưa xuống dưới nè rồi mình cắt con voi, mình cắt cái này không quan trọng đâu, cái này mình cắt ra cho nó nè, mình xóa đi thôi để nó hụt, nó ngắn lại thôi, hiểu không? Ngắn lại thôi, rồi cái bóng này đưa lên, cái bóng này đưa lên, cái bóng cái đó chỉ là cái vị trí thôi. Đó, mình đưa cái bóng lên, mình ráp vô Ctrl T, mình distort nó đi, mình biến dạng cái này cho nó cao lên, cho nó ráp, cái phần đen với lại cái con chân con voi cho nó sát với nhau vô. Đó, nó chỉ là cái bóng thôi cho nó thôi. Đấy thôi, cái đó không quan trọng đâu, cái đó là vị trí thôi. Mình sắp xếp cô gái lên lên đây này. Cũng không sao em, hiểu không? Do mình chỉnh thôi, muốn cam con voi cao thấp thì cũng không sao. Rồi ok, thì lưu phim lại.